Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì ngay bên cạnh tôi đây đó chính là chiếc xe tải Tera 100. Thì tôi cũng đã có rất nhiều video giới thiệu cũng như là phân tích chi tiết về chiếc xe tải Tera 100 này. Thì hôm nay tôi sẽ không giới thiệu về chiếc xe tải Tera 100 này nữa, mà tôi sẽ đi sâu về phiên bản thùng đặc biệt ngay đằng sau tôi đây. Đó là phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu, mở vách hai bên, mà một vị khách của tôi đã yêu cầu là mở vách hai bên như này để anh có thể thuận tiện bán hàng ở trong chợ cũng như là di chuyển để bán hàng ở trên xe. Thì chiếc xe tải Tera 100 này thì với phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu mở vách như thế này, nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên nó chính là phần mũi bạt nhập khẩu, thì riêng chỉ có công ty Autotero của chúng tôi mới đóng được chiếc thùng xe Tera 100 phiên bản mũi bạt nhập khẩu. Ở những cái đại lý khác thì họ đã ăn theo những cái thiết kế của chúng tôi, họ đã tự đóng cái sản phẩm thùng đấy, họ không nhập khẩu những cái phần bửng như thế này. Tất nhiên là chất lượng của họ sẽ không thể bằng công ty Autotero của chúng tôi được, và đương nhiên giá thành của họ sẽ rẻ hơn. Và phần tiếp theo đó là phần mở vách như thế này. Thì các bạn nhìn qua thì cũng có thể thấy được là cái phần mở vách này là chúng tôi đã thêm 4 cái ti thủy lực và những cái bản lề để chúng tôi có thể mở cái vách này lên. Thì tôi xin nói luôn về chi phí cũng như là giá thành của xe về cái phiên bản thùng đặc biệt này, là giá thành của xe tải Tera 100 phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu là 237 triệu và cộng thêm là 5 triệu phần mở bửng hai vách như thế này. Và cộng thêm là chi phí 5 triệu để có thể mở thêm là hai vách như thế này sẽ tổng là 242 triệu. Thì khách hàng của tôi thì họ muốn là mở cả hai vách lên thì chi phí sẽ là 5 triệu. Còn các bạn muốn mở chỉ một vách thôi, khi các bạn dựng ở lề đường bên phải thì các bạn mở vách bên trái hay là ngược lại thì chi phí nó chỉ là một nửa thôi, chỉ là 2 triệu rưỡi thôi. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi sâu vào chi tiết về cái phần thùng đặc biệt như này. Thì đầu tiên thì nói về cái phần ti thủy lực này, thì cái phần ti này là cái phần ti thủy lực chúng tôi nhập khẩu Hàn Quốc về. Về cái độ khỏe của nó thì không phải bàn cãi rồi, và độ bền của Hàn Quốc thì rất là tốt. Tôi phải dùng hết sức thì mới có thể đẩy được cái phần ti thủy lực này xuống, nó sẽ rất là chắc và rất là bền. Thêm nữa, phần bửng của cái phần thùng mũi bạt nhập khẩu này thì chúng tôi đã thêm những cái xích ở đây, cái phần xích rất to đấy. Và cái phần bửng thì như bạn thể thấy những cái thanh lòng mò này nó được thiết kế rất là đẹp và rất là những cái khe rất là khít rồi đấy. Về chất lượng của cái thùng mũi bạt nhập khẩu thì công ty Autotero của chúng tôi sẽ là nhất rồi. Chúng ta hãy cùng đi xem là chi tiết bên trong cái phần mở vách như thế này. Thì để mà có thể mở được hai vách ở hai bên như thế này, không những mà chúng tôi có thể không chỉ là thêm những cái ti thủy lực mà chúng tôi cần phải gia cố thêm cái thùng. Bởi vì khi mà không có những cái xương để nối vào những cái sắt phần bửng thì chúng tôi bắt buộc phải gia cố thêm thùng, với những cái phần u trụ này sẽ phải gia cố thêm rất là nhiều. Bốn cái trụ này thì chúng tôi sẽ phải gia cố thêm rất là nhiều, kèm theo đây nữa là chúng tôi đã thiết kế là bốn cái chốt đấy. Khi mà các bạn để mà chắc chắn hơn khi mà di chuyển thì chúng tôi đã làm thêm bốn cái chốt ở đây đấy, bốn góc để khi mà di chuyển thì cái thùng nó sẽ không bị phập phành. Để mà bỏ ra chi phí 5 triệu để làm tất cả những thứ này thì là quá rẻ rồi. Vì đó là những cái phần đấy là công ty Autotero của chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng rất là nhiều. Thêm nữa về phần bạt của xe thì chúng tôi đã được thiết kế đó là phần bạt rất là dày. Và bạt này là được nhập khẩu Hàn Quốc. Đây, như các bạn thấy có chữ Made Korea ở đây. Và thêm nữa thì chúng tôi đã phải gia cố thêm sàn. Thì về phiên bản sàn bình thường của chiếc xe tải Tera 100 phiên bản thùng nhập khẩu thì sàn của nó là 2 ly 2, thì chúng tôi đã nâng cái sàn này cho khách lên là 2,5 ly, và phần bửng bên này là inox, và phần ốp inox này là inox 201 và nó dày là 0,8 ly. Về tất cả những cái vật liệu ở trên thùng xe chúng tôi đều làm loại 1, và nó có độ dày rất là dày hơn những đại lý khác.
Vì thế những cái chiếc xe tải TL100 phiên bản thùng nhập khẩu của chúng tôi khi Vì thế mà những chiếc xe tải TL100 phiên bản thùng nhập khẩu của chúng tôi khi mà đi đem cân lên thì nó nặng hơn những chiếc xe tải của những đại lý khác những hơn một tạ cơ. Vì thứ nhất là những cái thép cũng như là inox vật liệu làm nên cái thùng này là chúng tôi làm loại 1, chất lượng hơn, tất nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn và nó dày hơn, nên là khối lượng của nó sẽ lớn hơn. Các bạn thấy phiên bản thùng mở vách đặc biệt của công ty Autotail của chúng tôi như thế nào? Thì các bạn có ý kiến đóng góp cũng như là có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi. Hotline tôi để ở phía dưới góc màn hình. Và đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để dành những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.